Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu. Tập 168. Chương 1671, kẻ đột nhập. Vì không thể ra ngoài đốt lửa, buổi tối chúng tôi chỉ ăn tạm một ít bánh quy, đàn chó liên tục sủa nhỏ, tôi cũng khó ngủ. Cứ mơ mơ màng màng nằm như vậy khoảng một tiếng thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng bên ngoài, còn tôi mở mắt ra. Phát hiện hai cựu binh cùng lều với tôi không biết từ lúc nào đã biến mất, trong lều chỉ còn tôi và bác sĩ Baker trừng mắt nhìn nhau. Chúng tôi muốn ra ngoài lều xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng bên ngoài liên tục có tiếng súng, mà lúc đó bão tuyết rất lớn. Chỉ cần cách nhau 2-3 mét là gần như không nhìn thấy gì, chúng tôi sợ bị đạn lạc bắn trúng nên chỉ có thể tiếp tục ở trong lều. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào, đặc biệt là chúng tôi không biết những người hoặc sinh vật đang giao chiến với những cựu binh kia là gì. Tôi và bác sĩ chỉ có thể đoán mò trong lều, may là trận chiến đó không kéo dài quá lâu, khoảng 2 phút sau, tôi phát hiện đàn chó trong lều đã im lặng. Còn tiếng súng bên ngoài cũng dừng lại, nói thật kỳ lạ, sau đó bão tuyết cũng nhỏ dần. Theo tiếng gió hú biến mất, tôi nghe thấy tiếng người trò chuyện. Vì vậy, tôi và bác sĩ Baker cũng đi ra khỏi lều. Chúng tôi phát hiện những người đang nói chuyện chính là hai cựu binh cùng ở chung lều với chúng tôi, còn họ thấy chúng tôi thì ngậm miệng lại, lại khôi phục vẻ mặt vô cảm như trước. Chúng tôi thử bắt chuyện với họ nhưng họ không chịu nói gì, vì vậy chúng tôi đành phải đi tìm những người khác. Lần gặp bão tuyết này chúng tôi đã dựng tổng cộng 6 cái lều, kết quả là 5 cái vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại có một cái không cánh mà bay. Lúc đó tôi khá kinh ngạc vì xảy ra chuyện như vậy. Với tư cách là hướng dẫn viên, tôi chắc chắn phải chịu trách nhiệm nhưng vấn đề là sau khi dựng xong lều, tôi đều tự tay kiểm tra từng cái một, thấy cái nào không chắc chắn thì dựng lại, còn dùng những viên băng để gia cố. Theo lý thì không nên xảy ra chuyện này. Cái lều bị mất là của nhà sinh vật học, anh ta vốn ở cùng với nhà địa chất học nhưng vì chuyện trước đó, họ quyết định tách nhau ra một ngày. Vì vậy tối nay anh ta ở cùng với 3 cựu binh, ngoài lều ra, hành lý và một số dụng cụ thí nghiệm của anh ta cũng bị thổi bay. Hơn nữa cả người anh ta trông rất hoảng sợ, cơ thể liên tục run rẩy, còn không ngừng hét lớn, nói rằng chúng tôi không nên đến đây. Cặp vợ chồng người Trung Quốc đang an ủi anh ta, tôi và Baker cũng muốn đến, không ngờ ông Tame lại tìm chúng tôi trước, hoặc nói chính xác hơn là ông ta đến tìm bác sĩ Baker. Ông ta vẫn cười tươi như thường, vỗ vai bác sĩ Baker nói đến lượt anh làm việc rồi. Baker ngẩn ra, sau đó hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ông Tame nói không có gì to tát, chỉ là gió lớn thổi bay lều của nhà sinh vật học, sau đó có thể lại có mấy con gấu Bắc Cực đói bụng đến nhưng cũng đã bị người của chúng tôi đánh lui. Vì vậy, tiếp theo bác sĩ Baker phải làm là giúp nhà sinh vật học bình tĩnh lại, để người đáng thương này lấy lại lý trí, vì anh ta đã bị dọa sợ. Thậm chí còn xuất hiện ảo giác bắt đầu nói lung tung. Tôi và bác sĩ đều có chút bán tín bán nghi, không chỉ vì những gì ông Tame nói quá nhẹ nhàng, mà còn vì chúng tôi không thấy dấu chân hay xác của gấu Bắc Cực ở xung quanh nhưng sau đó bác sĩ vẫn bắt tay vào làm việc. Ông Tame thấy tôi vẫn đứng đó, liền đề nghị tôi pha vài cốc cà phê nóng cho mọi người, tôi đồng ý. Tuy nhiên sau khi pha xong cà phê, tôi phát hiện đoàn thám hiểm thiếu mất 2 người. 3 cựu binh trước đó ở cùng lều với bác sĩ, giờ chỉ còn lại một người. Tôi hỏi ông Tame hai người kia đi đâu. Ông ta nói họ có chút việc, nửa đường quay về nhưng khi tôi hỏi có cần gọi thuyền đến đón họ không thì ông Tame lại bảo không cần. Họ có thuyền riêng, tuy nhiên lúc tôi pha cà phê rõ ràng thấy một đội cựu binh đang chôn cất thứ gì đó. Tôi thấy một thứ giống như cánh tay người ở đó, tôi muốn đến gần xem kỹ hơn nhưng bị những cựu binh đó đuổi đi. Tôi có linh cảm không lành. Còn khi bác sĩ trở lại sau 2 giờ, sắc mặt anh ta cũng rất tệ, tôi hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, anh ta do dự một chút. Nói rằng nhà sinh vật học vì bị kích thích quá lớn nên tinh thần có chút vấn đề nhưng anh ta đã cho nhà sinh vật học uống thuốc an thần. Để cảm xúc của anh ta dần ổn định lại, anh ta đề nghị với ông Tame dừng cuộc thám hiểm, đưa nhà sinh vật học về thành phố để điều trị nhưng bị ông Tame từ chối. Sau đó lại dùng giọng điệu lạc quan như thường lệ để động viên mọi người, nói rằng chúng tôi đã rất gần mục tiêu cuối cùng, chiến thắng đã ở ngay trước mắt vân vân. Tôi có chút mất kiên nhẫn,
nhìn chằm chằm vào mắt Baker chất vấn anh ta, có phải đã quên lời hứa trước đó của chúng tôi, một khi một bên phát hiện ra điều gì thì phải lập tức chia sẻ với người kia. Tôi dám chắc Baker đã nghe được điều gì đó từ nhà sinh vật học, nhưng bây giờ anh ta dường như định độc chiếm thông tin này, điều đó khiến tôi rất tức giận. Baker nghe tôi nói vậy chỉ có thể cười khổ một tiếng, kể lại những gì nghe được từ nhà sinh vật học cho tôi. Chương 1672, Thánh Địa. Anh ta nói rằng thứ lật tung lều không phải là bão tuyết, mà là một sinh vật rất kỳ lạ, rất khó tìm được câu chữ và từ vựng thích hợp để mô tả thứ xấu xí và đáng sợ đó. Nó giống như những con quái vật dưới đáy biển mọc tùm thời tiền sử, trên người mọc những cơ quan vừa giống động vật vừa giống thực vật, bất kỳ ai nhìn thấy nó cũng sẽ gặp ác mộng vào ban đêm. Nhà sinh vật học thề rằng đó không phải là loài trên trái đất, hình dạng của nó cũng không phù hợp với thuyết tiến hóa của Darwin, giống như thứ gì đó do tạo hóa ghép lại một cách bừa bãi. Nó vừa lật tung lều, liền bắt đầu giết chóc, dùng xúc tu trên đầu giết chết một cựu binh, nhà sinh vật học hoàn toàn bị dọa choáng, không nhúc nhích. Nhưng hai người khác trong lều phản ứng rất nhanh, lập tức bò dậy, hơn nữa họ thậm chí còn không rời súng khi nghỉ ngơi, giống như đã biết trước sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Một người trong số họ rút súng bắn, tuy nhiên những viên đạn dường như gây sát thương rất hạn chế cho thứ đó, nó trúng vài phát đạn nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của nó. Hơn nữa hai cựu binh cũng có chút bối rối, không biết điểm yếu của thứ đối diện là ở đâu, còn nó thì nhanh chóng dùng xúc tu siết chặt cổ của cựu binh mà nó bắt được. Sau đó lại vươn xúc tu về phía một người khác nhưng bị cựu binh đã có sự chuẩn bị trước đó né được. Chỉ là gã khốn khổ đó không ngờ rằng xúc tu của thứ đó có thể vươn đến cực hạn rồi lại có thể phân ra thêm 5 xúc tu nhỏ nữa, kết quả là cũng bị bắt. Dường như thấy siết cổ quá chậm, lần này thứ đó trực tiếp dùng một xúc tu khác đâm xuyên qua cơ thể của cựu binh đó. Tuy nhiên lúc này những người khác nghe thấy tiếng súng cũng lần lượt chạy đến, còn có người mang theo cả ống phóng tên lửa. Thứ đó dường như cũng không muốn dây dưa, liền vươn xúc tu về phía nhà sinh vật học. Nhà sinh vật học tưởng mình chết chắc rồi nhưng không ngờ xúc tu đó lại vòng qua anh ta, cuốn lấy chiếc túi du lịch đựng hóa thạch mới lấy được của anh ta, sau đó bất chấp mưa đạn, chạy thoát trước khi vòng vây hình thành trong cơn bão tuyết. Lúc đó tôi chỉ thấy câu chuyện mà Baker kể thật vô lý, anh ta không muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra nên mới dùng câu chuyện hoang đường như vậy để lừa tôi. Tôi nghĩ anh ta chắc chắn đã bị ông Tham mua chuộc rồi, điều này khiến tôi hơi hoảng, vì trong cả đội, tôi không tìm được người đáng tin cậy. Tôi muốn quay người đi thẳng đến gặp ông Tham để từ chức. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên nhận công việc này nhưng tôi vẫn chưa mất hết lý trí. Vì những cựu binh đó đều có súng trong tay, tôi không muốn xung đột với họ, đặc biệt là khi chúng tôi đang ở vùng ngoại ô hoang vắng, xung quanh không có một bóng người. Vì vậy, trước khi tìm được cơ hội, tôi chỉ có thể tiếp tục trung thực làm hướng dẫn viên của mình. Sau khi chuyện đêm đó xảy ra, tâm trạng của các nhà khoa học đều có chút chán nản nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi không. Rõ ràng đoàn thám hiểm đã mất 2 thành viên nhưng ông Tham lại càng phấn khích hơn. Còn điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là những cựu binh đó, rõ ràng đã mất 2 đồng đội nhưng họ lại không hề lo lắng. Trên mặt cũng không có vẻ gì buồn bã, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Ngoài ra những ngày này vì tôi luôn để ý đến họ nên tôi còn phát hiện ra một bí mật nhỏ của họ. Đó là những cựu binh này trước khi ăn cũng sẽ tiến hành một nghi lễ nhỏ, giống như nghi thức cầu nguyện trước bữa ăn nhưng không phải kiểu của cơ đốc giáo và họ làm rất kín đáo. Cố gắng tránh những người khác, tức là họ và có thể đều đến từ một giáo phái bí mật, điều này khiến tôi cũng có chút khó chịu. Cha tôi tuy là người Inuit nhưng thực ra tôi lại thiên về thuyết vô thần, tuy nhiên bình thường tôi cũng không bài xích những thứ huyền bí này. Ngược lại còn tò mò nhưng không phải bây giờ, không phải trên vùng băng nguyên không có người ở này. Ở cùng một nhóm những người ngoại giáo lén lút, nghe có vẻ không phải chuyện gì tốt. Mặc dù tôi không tin vào câu chuyện mà bác sĩ kể cho tôi nhưng không thể không thừa nhận rằng, mấy ngày sau đó, nó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Thậm chí khiến tôi ngủ không yên, tôi lại đi tìm ông Tham, hy vọng ông ta có thể đưa cho tôi vũ khí để tự vệ nhưng ông ta lại an ủi tôi rằng không cần lo lắng. Trong đội có những cựu binh đó bảo vệ chúng tôi không còn cách nào khác, đành mang theo một cái cuốc băng bên mình, coi như còn hơn không. Ngày thứ 7, chúng tôi đến gần địa điểm đích. Mặc dù tôi không nhìn thấy gì ngoài những ngọn núi băng trôi nhấp nhô nhưng ông Tham lại dùng giọng điệu vô cùng kiên định nói với chúng tôi rằng chính là nơi này. Di tích cổ đại có thể mang lại danh tiếng lớn cho người khám phá, thậm chí có thể viết lại lịch sử loài người,
nằm ngay tại đây nhưng nó được giấu ở đâu, chúng tôi cần phải tìm kiếm từng chút một. Tôi thực hiện nhiệm vụ của mình là hướng dẫn viên, tìm cho đoàn thám hiểm một địa điểm cắm trại thích hợp, lấy đó làm trung tâm, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Tôi cầu nguyện rằng lần hành động này sẽ không có kết quả gì, tốt nhất là rời đi trong tình trạng tay không trước khi thức ăn và đồ tiếp tế cạn kiệt, như vậy sẽ không gặp thêm rắc rối gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1673, Quyết tâm. Nhưng tôi phát hiện mình có thể đã đánh giá thấp quyết tâm tìm ra di tích của ông Tham. Ba ngày sau, chúng tôi đổi địa điểm cắm trại, ông Tham tập hợp mọi người lại. Một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chúng tôi làm và tuyên bố sẽ không rời khỏi đây nếu không tìm thấy di tích, nếu đồ tiếp tế cạn kiệt. Ông ta sẽ dùng điện thoại vệ tinh liên lạc với một đội khác để vận chuyển cho chúng tôi. Lời nói của ông ta cũng khiến sắc mặt của không ít người, trong đó có tôi, thay đổi. Tôi thậm chí đã cân nhắc xem có nên lấy trộm điện thoại vệ tinh để báo cảnh sát hay không, nhưng cảnh sát Greenland không đủ lực lượng. Cộng thêm nơi chúng tôi đang ở rất hẻo lánh, những người có thể phái đến rất có thể không phải là đối thủ của những cựu binh này. Còn bác sĩ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cũng cảnh báo tôi tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm di tích đó. Tôi dẫn một đội người đi về phía bắc của trại, nhà địa chất dẫn một đội người đi về phía nam. Họ vẫn đang nghiên cứu các tầng đá dọc đường, vì theo lời ông Tham thì lịch sử của di tích đó rất lâu đời, đã vượt qua lịch sử loài người, còn nhà khí tượng học thì chịu. Trách nhiệm quan sát thời tiết hàng ngày, nhắc nhở chúng tôi khi nào có bão tuyết thì phải quay về trại, khi nào thì có thể tiếp tục làm việc. Ngoài ra, ông Tham và cặp vợ chồng nhà thần học đến từ Trung Quốc cũng mỗi người dẫn một đội người. Ngày thứ 12, đội của nhà địa chất có phát hiện mới, họ lại tìm thấy một số hóa thạch kỳ lạ đã tìm thấy trước đó và lần này số lượng còn nhiều hơn. Ông Tham rất vui mừng, buổi tối còn mở một chai rượu sâm panh để ăn mừng, tuy nhiên lần này để đảm bảo an toàn. Ông ta không cho phép bất kỳ ai mang những hóa thạch đó về trại nữa, nhưng điều mà không ai ngờ tới là, sau khi ăn tối nằm xuống không lâu, cơn bão tuyết kỳ lạ lại ập đến. Mà trước đó, chuyên gia khí tượng mới vừa tuyên bố rằng hai ngày tới sẽ là trời quang mây tạnh, có thể tiếp tục khám phá. Vì lần này bão tuyết đến quá đột ngột, tôi thậm chí còn không kịp lùa những con chó Greenland vào lều, kết quả là chẳng mấy chốc lại nghe thấy tiếng súng. Hai cựu binh ở cùng tôi cũng như lần trước, ăn ý xông ra ngoài, còn tôi thì lo lắng cầm cuốc băng, cùng bác sĩ ở trong lều. Chúng tôi bật đèn cắm trại, hy vọng ánh sáng có thể mang lại cho chúng tôi một chút cảm giác an toàn, nhưng sau đó tôi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên não. Vì sau khi bật đèn, chúng tôi nhìn thấy một cái bóng trên một chiếc lều và cái bóng đó giống hệt với cái bóng trong câu chuyện mà bác sĩ đã bịa ra trước đó. Trông vô cùng méo mó và kỳ dị, tôi và bác sĩ đều sợ hãi, chỉ cảm thấy rằng thứ đó sẽ xông vào lều trong giây tiếp theo. Giết chết chúng tôi và tệ hơn nữa là những cựu binh lúc này cũng đã chạy ra ngoài tham gia chiến đấu. Điều này có nghĩa là không có ai trong lều có thể bảo vệ chúng tôi. Đó chắc chắn là nửa phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi, nhưng sau đó thứ đó không xông vào, mặc dù nó đã áp mặt vào lều, tiếng chó sủa điên cuồng dường như đã thu hút sự chú ý của nó. Nó đi về phía đó, đợi đến khi bão tuyết lắng xuống, tôi thò đầu ra ngoài, phát hiện ra rằng những con chó Greenland ở bên chuồng chó đã không còn một con nào, tất cả đều đã bị giết. Ngoài ra còn có ba cựu binh tử trận, một người bị thương nặng. Tôi thấy những người còn lại khiêng xác họ sang một bên, sau đó bắt đầu đào hố, giống như cảnh tượng tôi đã thấy lần trước. Nhưng tôi không ngờ rằng ông Tham lại có thể vô liêm sỉ đến vậy, ông ta vẫn khăng khăng đổ lỗi cho những con gấu Bắc Cực đói bụng và không có ý định hủy bỏ cuộc thám hiểm. Mặc dù bây giờ những cựu binh có thể chiến đấu chỉ còn lại một nửa. Kể từ khi nhìn thấy cái bóng trên lều, tinh thần của tôi và bác sĩ Baker đều căng thẳng, chúng tôi không biết thứ đó là quái vật gì, từ đâu đến, sẽ làm gì với chúng tôi. Trước đây vì luôn đi săn cùng những người Inuit nên tôi đã có ảo giác, cho rằng mình đã hiểu đủ về vùng băng nguyên này rồi, nhưng những pháp sư của người Inuit luôn nói, phải luôn kính sợ thiên nhiên, vì bạn không biết có bao nhiêu bí mật được chôn giấu trên thế gian này. Trước đây tôi luôn không để tâm đến câu nói này, nhưng từ đêm đó tôi mới biết tầm nhìn của mình trước đây nông cạn đến mức nào, nếu không phải vì chuyến thám hiểm này. Tôi sẽ không bao giờ biết rằng trên thế giới này thực sự tồn tại những sinh vật đáng sợ như vậy, và quan trọng nhất là tôi không biết phải đối phó với nó như thế nào.
Xúc tu của nó hoạt động nhanh nhẹn, một khi bị cuốn lấy thì chỉ có đường chết, nhưng đạn tấn công tầm xa dường như không gây ra quá nhiều sát thương cho nó, còn có cả bão tuyết che chắn. Nó giống như không có điểm yếu vậy, mỗi lần nó đến chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào may mắn, nhưng may mắn không thể mãi mãi quyến cố chúng tôi. Chúng tôi đều không biết khi nào nó đến lần nữa thì ai sẽ trở thành nạn nhân. Chương 1674, Thần Bí. Không chỉ có chúng tôi có thể cảm nhận được rằng các nhà khoa học cũng có chút hoảng loạn. Các nhà địa chất và khí tượng học đã lần lượt tìm đến ông Tham, hy vọng có thể chấm dứt ngay lập tức chuyến thám hiểm này, trở về New York. Chỉ là giống như tôi, yêu cầu của họ cũng bị từ chối. Ngược lại, cặp vợ chồng nhà thần học kia lại tỏ ra bình tĩnh nhất. Không, dùng từ bình tĩnh để miêu tả họ có lẽ không chính xác lắm. Tôi không biết có phải mình ảo giác không, vẻ mặt của người phụ nữ đó dường như có chút phấn khích. Cô ta và người đàn ông của mình vẫn luôn trò chuyện với nhau nhưng họ dùng tiếng Trung. Ngoài hai người họ ra thì không ai trong đội thám hiểm biết họ đang nói gì. Mặc dù tôi không hiểu họ đang nói gì nhưng trực giác mách bảo tôi rằng rất có thể họ là số ít người trong đội thám hiểm thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt là khi xem xét đến thân phận của họ, những chuyện xảy ra trước mắt chúng tôi rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi giải thích của khoa học, có lẽ chỉ có thể tìm kiếm câu trả lời từ thần học. Tiếng Anh của tôi chỉ có thể giao tiếp đơn giản, chưa đạt đến mức có thể giao tiếp trôi chảy với mọi người, vì vậy tôi nhờ bác sĩ Baker đi tiếp xúc với họ. Hy vọng có thể lấy được một số thông tin tình báo từ họ, tôi cũng không dám kỳ vọng có thể tìm được cách đối phó với con quái vật đó từ họ. Ít nhất cũng phải chết một cách rõ ràng, nhưng điều mà tôi không ngờ tới là tối hôm đó bác sĩ Baker trở về thực sự đã mang đến cho tôi một bất ngờ. Đó là một viên đá nhỏ hình elip trông không mấy bắt mắt, trên đó khắc một ngôi sao năm cánh, còn ở giữa ngôi sao năm cánh là một con mắt có chút bí ẩn. Bác sĩ Baker nói thứ này được gọi là cựu ấn, bên trong có một sức mạnh bí ẩn, có lẽ có thể bảo vệ chúng tôi khỏi bị con quái vật đó làm hại. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi có chút bán tín bán nghi, vì tôi không biết một viên đá nhỏ bình thường như vậy làm sao có thể chống lại con quái vật đáng sợ. Đó nhưng xét đến hoàn cảnh của chúng tôi lúc đó, giống như người sắp chết đuối, chúng tôi cần phải nắm chặt mọi thứ có thể nắm được và thật kỳ lạ. Không biết có phải ảo giác của tôi không, khi tôi cầm viên đá nhỏ đó ngủ vào ban đêm, tôi không còn gặp ác mộng nữa. Mặc dù nửa đêm tôi vẫn bị tiếng nói mớ của bác sĩ bên cạnh đánh thức, sáng hôm sau anh ấy nói với tôi rằng anh ấy lại mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Mơ thấy một thành phố khổng lồ, bên trong có rất nhiều cột đá khổng lồ, những bức tường đầy chữ tượng hình và chất nhờn màu xanh lá cây ở khắp mọi nơi trong thành phố. Sau khi tỉnh dậy, bác sĩ có vẻ hơi mất hồn, ông Tham thấy tình trạng tinh thần của anh ấy không tốt lắm, còn đặc biệt chạy đến an ủi anh ấy. Để anh ấy nghỉ ngơi một ngày trong trại nhưng những người khác vẫn ra ngoài tìm kiếm như thường lệ, ngoại trừ những người lính không có biểu hiện gì khác thường. Chỉ biết tuân lệnh, những người còn lại đều có chút lo lắng, chỉ có cặp vợ chồng nhà thần học người Trung Quốc vẫn rất hào hứng. Vì chuyện viên đá, tôi xin được vào chung đội với họ, như vậy tôi có thể cảm thấy an toàn hơn một chút nhưng không ngoài dự đoán. Ông Tham đã bác bỏ, ông ấy nói tôi là người dẫn đường trong đội, là người quen thuộc nhất với vùng băng nguyên này. Lẽ ra phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, vì vậy tôi chỉ có thể tiếp tục cùng hai người lính đã giải ngũ thành một nhóm. Sau đó chúng tôi giới hạn khu vực tìm kiếm ở khu vực phát hiện hóa thạch và còn dùng máy khoan và thuốc nổ để phá vỡ lớp băng. Nhưng trong tuần tiếp theo, chúng tôi không thu được gì. Tôi nói với bác sĩ về việc viên đá có thể ngăn chặn ác mộng, sau đó chúng tôi thay phiên nhau sử dụng. Như vậy có thể đảm bảo có một đêm ngủ ngon trong hai ngày, tinh thần của chúng tôi cũng tốt hơn một chút, cho đến một tuần sau, chúng tôi mất một đội. Đó là đội do nhà địa chất học dẫn đầu, ngoài anh ta ra còn có ba người lính đã giải ngũ nhưng cuối cùng chỉ có một người thoát khỏi trận bão tuyết khủng khiếp đó. Buổi tối ăn cơm, mọi người đều im lặng vì nhiều người nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa cả đội thám hiểm sẽ bị xóa sổ. Kết quả là không ngờ khi mọi người đang chán nản thì con quái vật đó lại xuất hiện và lần này nó thậm chí không triệu hồi bão tuyết để che chắn cho mình. Cứ thế lao về phía chúng tôi và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn rõ hình dạng của nó. Lúc đó tôi hoàn toàn sợ ngây người, mặc dù trước đó đã nghe bác sĩ mô tả về hình dạng của nó. Cũng đã nhìn thấy bóng của nó trên lều nhưng khi nhìn thấy bản thể của nó, tôi vẫn cảm thấy không có sinh vật nào trên thế giới này khủng khiếp hơn thế. Ngay cả những con quỷ đến từ địa ngục được mô tả trong kinh thánh cũng không xấu xí và kinh tởm như vậy.
Tôi sợ đến mức đứng đờ người ở đó, cảm thấy ngay cả một ngón tay nhỏ cũng không thể cử động, đặc biệt khi tôi phát hiện ra mục tiêu của nó là tôi, cả người tôi đều sợ ngây người. May mà bác sĩ bên cạnh tôi phản ứng rất nhanh, lấy viên đá nhỏ trong túi ra, hôm nay đến lượt anh ấy mang theo thứ đó. Anh ấy đặt viên đá nhỏ trước mặt tôi, khoảnh khắc tiếp theo, điều kỳ diệu đã xảy ra, chỉ thấy con quái vật xấu xí đó dừng bước, sau đó đổi hướng lao về phía cặp vợ chồng người Trung Quốc. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1675, chiếc lưỡi hái. Kết quả là thấy hai người họ không vội không vàng lấy ra một chiếc vòng cổ và một chiếc nhẫn, một chiếc có họa tiết giống với viên đá. Còn một chiếc thì khắc một chuỗi thứ trông giống như cành cây, còn con quái vật đó sau khi nhìn thấy thì lại quay đầu, lao về phía một người lính đã giải ngũ bên cạnh. Anh ta nổ súng vào nó nhưng cũng giống như trước, đạn không có tác dụng gì với nó. Con quái vật đó túm lấy anh ta, dùng xúc tu đâm xuyên tim anh ta một cách tàn nhẫn. Sau đó, con quái vật đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới, nó hướng ánh mắt về phía ông Tham. Lúc đó tôi cảm thấy nó nhận ra ông Tham là thủ lĩnh của chúng tôi, vì vậy nó cũng điều chỉnh chiến lược tác chiến, quyết định giết ông Tham trước. Ông Tham đứng tại chỗ không có động tĩnh gì nhưng khi con quái vật đó xuất hiện thì có một người lính đã giải ngũ chạy vào lều của ông ta. Lấy ra một chiếc hộp lớn hình chữ nhật mà ông ta vẫn mang theo, chiếc hộp đó dài hơn 2 mét, trước đây được để cùng với một bộ thiết bị khoan, không ai biết bên trong là gì. Mãi đến đêm nay, ông Tham mới mở chiếc hộp đó ra, giải đáp bí ẩn, bên trong chiếc hộp đó là một chiếc lưỡi hái, tạo hình rất khoa trương, cán lưỡi hái rất dài. Kết hợp với thân hình hơi béo của ông Tham trông rất buồn cười, sau khi lấy lưỡi hái ra, ông ta lẩm bẩm một câu tạm được đi, ai bảo thứ này mới thuộc về tôi thời hiện đại. Nói xong tôi cũng không thấy ông ta vung lưỡi hái như thế nào, chỉ thấy con quái vật xấu xí đó đột nhiên bị chia làm đôi, bị xẻ đôi từ giữa, giống như một miếng bơ bị dao nóng cắt qua vậy. Ông Tham lấy ra một chiếc khăn tay trong túi, lau thứ màu đỏ giống như máu trên lưỡi hái, sau đó nhướng mày, lại nói, đã đến rồi thì đừng trốn ở một bên xem náo nhiệt nữa. Tôi để ý thấy sau khi ông ta nói xong câu này, trên một tảng băng trôi không xa có hai bóng người thoáng hiện. Tôi không biết có phải mình hoa mắt không, vì hai bóng người đó trông giống như hai con bạch tuộc biết đi vậy. Cơ thể ông Tham vẫn không nhúc nhích nhưng tôi để ý thấy lần này ngoài lưỡi hái, trên quần áo của ông ta còn có thêm một số chất lỏng màu xanh lục. Mà trong khoảng thời gian này, mắt tôi không hề rời khỏi ông ta, mà mới biết những chất lỏng màu xanh lục đó xuất hiện ở đó như thế nào. Ông ta thở dài, lại lẩm bẩm một câu, tôi thường không thích đánh nhau trước cửa nhà. Người khác nên mới nhẫn nhịn đến tận bây giờ, các người cứ muốn ép tôi, như vậy thì khổ cho các người rồi. May mà tốc độ ra tay của tôi đủ nhanh, hẳn là tên ở dưới kia sẽ không cảm nhận được. Nói xong ông ta lại cất lưỡi hái vào trong hộp, lại trở về dáng vẻ tươi cười như trước, quay đầu lại vui vẻ tuyên bố với chúng tôi, nguy hiểm đã được giải trừ, sau này không cần lo bị tấn công nữa. Sau đó, không đợi chúng tôi trả lời, ông ta đã để bốn người lính đã giải ngũ khiêng xác con quái vật trên mặt đất đi, đổ xăng lên đó, châm lửa đốt. Đợi họ đốt cháy thứ đó, tôi thấy lại có hai người lính xách xăng đi về phía tảng băng trôi, rất nhanh sau đó, một cột khói cũng bốc lên ở phía đó. Hôm nay ai muốn ăn thêm chút xúc tu bạch tuộc nướng không? Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Có thể thấy tâm trạng của ông Tham rất tốt, còn có tâm trạng kể những câu chuyện cười lạnh lùng không có ý nghĩa. Thực ra cảnh tượng vừa rồi đã khiến hầu hết chúng tôi đều sợ ngây người. Đến giờ vẫn chưa phản ứng lại được, đặc biệt là nhà sinh vật học. Con quái vật đã chết đó có lẽ đã gợi lại cho anh ta một số ký ức không tốt, trực tiếp khiến anh ta tè ra quần. Nhưng không ai trong trại chế giễu anh ta, vì tâm trạng của chúng tôi đều giống nhau. Tất nhiên, có lẽ ngoại trừ cặp vợ chồng người Trung Quốc đó. Tôi thấy ánh mắt họ nhìn ông Tham trở nên hơi kỳ lạ, giống như đang đánh giá một loài động vật quý hiếm vậy. Tôi thấy họ thậm chí còn quan tâm đến ông Tham hơn cả con quái vật đó và còn nhỏ giọng trao đổi ý kiến. Một lần nữa, tôi lại thấy hối hận vì trước đây mình không học tiếng Trung. Vì vậy, tôi chỉ có thể cầu xin bác sĩ đến đó để thăm dò tin tức. Đáng tiếc là lần này họ không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tuy nhiên, như ông Tham đã nói, sau khi con quái vật đó và thứ ẩn núp trong bóng tối đều chết, không còn ai cản trở chúng tôi nữa và vì không còn phải lo lắng nữa nên hiệu quả công tác tìm kiếm cũng được nâng cao.
Cuối cùng chúng tôi đã phát hiện ra lối vào nghi là của di tích cổ đại đó sau 2 tuần. Nó nằm dưới một tảng băng, chúng tôi đã mất 10 ngày để khoan ở đó mới tìm thấy nó. Lúc đó tôi thậm chí không dám tin vào mắt mình. Vì chúng tôi đã không tìm thấy dấu vết của nó trong một thời gian dài như vậy, cộng thêm việc mất đi nhà địa chất học giữa chừng. Tôi đã từng nghi ngờ rằng chúng tôi có thể không bao giờ tìm thấy nó nữa và nói về việc chúng tôi có thể tìm thấy nơi này thì phải cảm ơn ông Tham, chính ông ấy đã chỉ đường cho đoàn thám hiểm. Chương 1676, thành phố dưới băng. Ngay sau lần bị tấn công cuối cùng, tôi nghi ngờ ông Tham đã phát hiện ra điều gì đó từ hai thứ ẩn núp trong bóng tối đó. Vì trước đó chúng tôi đều chạy lung tung như ruồi không đầu, chỉ biết dựa vào may mắn, nhưng sau ngày hôm đó, ông ấy kiên quyết bảo chúng tôi đi về phía này, ngay cả khi chúng tôi gặp phải tảng băng và nghi ngờ mình đi sai hướng, ông ấy chỉ đơn giản bảo chúng tôi chuẩn bị dụng cụ và thiết bị phá băng. Chúng tôi đã sử dụng khá nhiều thuốc nổ để phá. Một trong những người lính đã giải ngũ dường như là chuyên gia về nổ, mỗi lần anh ta nổ xong, chúng tôi mới bắt đầu đào. Trong 10 ngày, chúng tôi đã đào xuống khoảng 200 mét, cuối cùng xuyên qua lớp băng, mơ hồ nhìn thấy một thành phố kỳ lạ bên dưới. Thành phố đó có những cột đá khổng lồ và những cụm kiến trúc méo mó, những tòa nhà bên trong đó thường có cấu trúc rất không phù hợp với hình học Euclid. Cả cấu trúc không gian và kích thước kiến trúc đều mang lại cho người ta cảm giác khó chịu. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta cảm thấy bồn chồn và buồn nôn, và điều khiến chúng tôi bất an hơn là cảnh tượng bên dưới rất giống với những gì chúng tôi đã thấy trong giấc mơ trước đó. Sau khi nhìn thấy thành phố dưới băng, ông Tham đã nghiêm cấm chúng tôi sử dụng bất kỳ thuốc nổ nào để phá nữa. Tất cả mọi người chỉ được dùng cuốc băng để đục từng chút một, mặc dù còn khá xa thành phố đó nhưng ngay cả ông Tham cũng tham gia. Vì vậy những người khác cũng không có gì để nói. Tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích và cấp bách trong ánh mắt của ông ấy, giống như sợ làm phiền thứ gì đó bên dưới vậy. Chúng tôi lại tiếp tục đào trong một tuần, hai tay tôi đều phồng rộp, cuối cùng cũng đào được một đường băng đủ cho một người đi qua. Cho đến phía trên cột đá, điều kỳ diệu là tôi rõ ràng không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc nào giống như mái vòm, nhưng dường như có thứ gì đó tách biệt thành phố đó với lớp băng bên trên. Không nhìn thấy một tảng băng nào bên dưới cột đá. Tôi thậm chí còn nhìn thấy rêu trên cột đá, chỉ là mọi thứ ở đây trông vô cùng tĩnh lặng và tràn ngập hơi ẩm u ám. Ông Tham nhìn một vòng những người xung quanh, sau đó nhìn tôi, bác sĩ, cặp vợ chồng người Trung Quốc và nhà khí hậu học, sau đó hỏi, ai trong các bạn muốn giúp tôi xuống đó? Ông ấy thấy chúng tôi không ai lên tiếng, lại giải thích thêm một câu, tôi muốn tự mình xuống đó nhưng vì một số lý do, tôi không thể làm vậy. Thuộc hạ của tôi cũng vậy. Vì vậy tôi hy vọng rằng trong số các bạn có người tình nguyện đi chuyến này giúp chúng tôi xuống lấy mẫu, sau khi xong việc tôi sẽ hậu tạ. Sau khi ông Tham nói xong, chúng tôi nhìn nhau nhưng không một ai tình nguyện xuống đó. Mặc dù chúng tôi không biết bên trong di tích bên dưới ẩn chứa điều gì, nhưng chỉ cần nhìn qua lớp băng bên trên thôi cũng có thể cảm thấy vô cùng khó chịu, huống chi là đi sâu vào bên trong. Con quái vật mà chúng tôi đụng phải trên đồng băng trước đó, bên dưới có thể là hang ổ của nó. Nếu có thể lựa chọn, tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, nhưng những người lính về hưu còn lại đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi biết rằng nếu lúc này bỏ chạy, họ chắc chắn sẽ không ngần ngại rút súng ra, huống chi ông Tham đang ở bên cạnh. Tôi, ngay cả con quái vật đó cũng không phải là đối thủ của ông ấy, tôi không nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tay ông ấy. Thấy chúng tôi đều im lặng, vẻ mặt của ông Tham cũng dần lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Ngay lúc này, cặp vợ chồng người Trung Quốc lại lên tiếng. Người phụ nữ trong số họ nói rằng chúng tôi sẽ xuống. Những người còn lại chúng tôi nghe xong câu này đều ngây người, không ngờ lại có người thực sự xung phong. Tôi còn tưởng rằng cuối cùng sẽ phải dùng cách rút thăm để chọn ra một kẻ xui xẻo. Ông Tham thì tỏ ra rất vui mừng, giơ ngón tay cái về phía họ, liên tục khen ngợi. Tôi và bác sĩ nhìn nhau, tôi biết rằng lúc này phải đưa ra lựa chọn rồi. Riêng tôi thì không muốn xuống thành phố băng giá đó, nhưng trong số những người chúng tôi, ngoài ông Tham và những thuộc hạ của ông ấy, những người còn lại chỉ có cặp vợ chồng người Trung Quốc dường như còn nắm giữ một số bí mật về di tích này. Họ đã xung phong xuống đó, liệu có phải cũng có nghĩa là bên dưới không nguy hiểm như chúng tôi tưởng tượng? Ngược lại, ở lại trên này có vẻ là một lựa chọn tương đối an toàn, nhưng chúng tôi đã giúp ông Tham tìm được đích đến của ông ấy. Nói cách khác, những người chúng tôi đối với ông ấy đã vô dụng, liệu ông ấy có diệt khẩu chúng tôi để ngăn chúng tôi về nói lung tung không?
Trong lòng tôi đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục đi theo cặp vợ chồng người Trung Quốc. Bởi vì viên đá mà họ đưa cho chúng tôi trước đó đã được chứng minh là rất hữu dụng. Tôi cũng tin rằng họ vẫn có cách để vượt qua khó khăn, vì vậy tôi kéo bác sĩ cùng nói với ông Tham rằng chúng tôi cũng sẽ xuống. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1677, Nguy hiểm rình rập. Ông Tham và cặp vợ chồng người Trung Quốc đều tỏ ra hơi ngạc nhiên, đặc biệt là người đàn ông trong cặp vợ chồng đó. Còn khuyên chúng tôi có muốn cân nhắc lại không, anh ta thẳng thắn nói rằng bên dưới có thể có một số nguy hiểm không lường trước được. Anh ta và vợ anh ta sở dĩ nguyện ý mạo rủi ro xuống là vì sau khi cân nhắc, họ cảm thấy hai người có tỷ lệ sống sót cao hơn chúng tôi. Ngoài ra, hướng nghiên cứu của họ thực sự có liên quan đến thành phố bên dưới. Anh ta nói nguyên văn là, điều này sẽ giúp chúng tôi biết được nguồn gốc của chúng. Lúc đó tôi không biết câu này có nghĩa là gì, thêm vào đó là bác sĩ dịch cho tôi, cũng không biết trong đó có gì sai sót không. Thực ra lúc đó tôi chỉ quan tâm đến câu trước đó. Chính là anh ta nói anh ta và vợ anh ta xuống đó có tỷ lệ sống sót cao hơn chúng tôi. Đây cũng là lý do cơ bản khiến tôi quyết định tiếp tục đi theo họ. Thấy chúng tôi đã quyết định, họ cũng không khuyên nữa. Còn ông Tham thì chỉ mong có nhiều người xuống giúp ông ấy lấy thứ đó. Biết chúng tôi cũng đồng ý tham gia, nụ cười trên mặt ông ấy sắp không giấu được rồi. Sau đó ông ấy bảo những người lính về hưu đốt lửa nấu cơm cho chúng tôi ăn một bữa no nê. Đợi chúng tôi ăn xong dọn dẹp đồ đạc xong, ông ấy đuổi những người khác sang một bên, chỉ còn lại năm chúng tôi. Tôi hỏi ông ấy, ông bảo chúng tôi xuống lấy thứ gì? Ông ấy nói bản thân ông ấy cũng không rõ lắm. Trước đây ông ấy đã điều tra một số thứ nhưng vì mục tiêu quá nhiều, ông ấy cũng không biết cuối cùng thứ bị mang xuống là gì, nhưng ông ấy nói khi chúng tôi nhìn thấy thứ đó thì sẽ biết, vì đó là thứ duy nhất trong thành phố bên dưới vốn không thuộc về nơi đó. Ngoài ra, ông ấy cũng cảnh báo chúng tôi rằng dù thế nào cũng đừng đến cung điện ở trung tâm thành phố. Nói đến đây, không biết có phải vì men rượu đã tan bớt không mà trong mắt Sát Tư lại hiện lên vẻ sợ hãi. Còn Tùng Giai đã hoàn toàn bị câu chuyện của anh ta thu hút, thấy Sát Tư dừng lại, lập tức hỏi tiếp, các anh đã lấy được gì từ thành phố băng giá đó? Sát Tư hít một hơi thật sâu, một đứa bé trai, khoảng 2 tuổi, chúng tôi phát hiện ra nó trên một công trình kiến trúc giống như bàn thờ, ngay gần cung điện khổng lồ đó. Lúc đó dường như đang diễn ra một nghi lễ kỳ lạ nào đó, nhưng may mắn là không có ai khác ở đó, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng kỳ dị đó. Đứa bé đó thông qua dây rốn và một xúc tu khổng lồ được kết nối với nhau, dường như đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ đó, còn chủ nhân của xúc tu đó có một cơ thể khổng lồ như núi. Chỉ là nó nằm im trong cung điện khổng lồ ở trung tâm thành phố, tức là nơi mà ông Tham cảnh báo chúng tôi tuyệt đối không được đến. Chúng tôi không nhìn rõ hình dạng của nó, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền đen kịt. Tôi và bác sĩ liếc mắt nhìn rồi thu hồi ánh mắt nhưng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ muốn phủ phục xuống đất. Nó có một xúc tu vươn ra khỏi cung điện, ôm chặt lấy đứa bé trai đó, như thể chúng vốn là một thể thống nhất vậy. Thành thật mà nói, tôi không muốn chạm vào thứ trên dây rốn đó chút nào, mặc dù trông nó thực sự là một bé trai loài người, cơ thể hoàn chỉnh, không có gì bất thường. Hơn nữa còn có nhịp tim và hơi thở, nhưng giống như những thứ khác ở đây, nó cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm và sợ hãi từ tận đáy lòng. Hơn nữa thông qua sợi dây rốn nó, tôi cũng có thể thấy rõ ràng rằng máu của nó và máu của chủ nhân xúc tu đó cũng liên kết với nhau, tức là trên người nó cũng chảy dòng máu của con quái vật đó. Nếu có thể lựa chọn, tôi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng vì lời dặn của ông Tham, tôi đành phải cố nén sự khó chịu trong lòng bước tới, kéo nó ra khỏi xúc tu đó. Quá trình này dễ dàng hơn tôi tưởng, thậm chí không cần tôi cắt dây rốn vì đầu dây rốn bên kia là một vật nhọn. Cắm vào bên trong xúc tu đó, mối liên hệ giữa chúng chỉ là bắt chước thai nhi và tử cung chứ không thực sự chặt chẽ như thai nhi và tử cung. Tôi kéo nó ra rồi nhét bừa vào túi du lịch và bắt đầu chạy về. Kết quả là chưa chạy được 20 mét thì nghe thấy có người gọi tôi, bảo tôi dừng lại. Người phụ nữ trong cặp đôi người Trung Quốc đó sau đó đi tới, sờ ngực và mũi đứa bé, nói rằng chúng tôi phải quay lại vì rời khỏi xúc tu. Tình trạng của đứa trẻ hiện tại rất tệ, nhịp tim và hơi thở ngày càng yếu, cứ thế này thì không thể sống sót trở về mặt đất. Trước đây tôi luôn rất tôn trọng họ nhưng lần này cũng nóng nảy, vì lúc này mà người phụ nữ này vẫn nói những chuyện không liên quan.
Tôi không quan tâm đứa trẻ này sống hay chết, hoặc nói đúng hơn là trong thâm tâm tôi rất muốn nó chết như vậy, trong cơ thể nó có máu của con quái vật đó. Nếu thực sự sống sót ra ngoài thì không biết sẽ gây ra chuyện gì, vì vậy tôi không dừng chân, như thể không nghe thấy họ nói gì vậy. Chương 1678, vòng vây. Còn cặp đôi kia gọi tôi 2 tiếng, thấy tôi không phản ứng cũng không gọi nữa, chúng tôi cứ cắm đầu chạy về phía trước, chạy một lúc tôi thấy hơi lạ. Vì theo hiểu biết của tôi về cặp đôi đó, họ đều là những người rất có chính kiến, đã quyết định thì sẽ làm, rất ít khi bị người khác quấy rầy. Vì vậy, tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy người phụ nữ đó không biết từ lúc nào đã nắm lấy sợi dây rốn, cắm đầu nhọn vào cánh tay mình. Tôi suýt ngã ngồi xuống đất vì sợ, tôi hỏi cô ấy có điên không, tại sao lại làm như vậy? Mau vứt thứ chết tiệt đó đi. Kết quả là cô ấy chỉ nhún vai với tôi, thốt ra tên ông Tham. Tôi biết cô ấy đang đe dọa tôi, vì đứa trẻ này là thứ ông Tham muốn. Vì vậy tôi cũng hét lớn với cô ấy, ông Tham không nói chắc chắn phải sống, chúng ta chỉ cần đưa đứa trẻ này lên đó cho ông ấy là được, đừng gây thêm chuyện. Cô muốn cược một ván không? Cô ấy chớp mắt hỏi tôi thừa nhận rằng vào phút cuối cùng, tôi vẫn sợ hãi, vì tôi nhớ lại cảnh ông Tham dùng lưỡi hái chém con quái vật tấn công chúng tôi. Cộng thêm tôi không nghĩ hành động này của cô ấy có tác dụng gì, không biết tại sao đứa trẻ đó sắp tắt thở. Ngay cả khi không có máu truyền vào thì 8 phần 10 nó cũng cần máu của xúc tu đó, chứ không phải máu người, vì vậy cuối cùng tôi vẫn chấp nhận hành vi của cô ấy. Chúng tôi tiếp tục chạy về phía trước, không lâu sau tôi nghe thấy tiếng thở dốc từ phía sau, để sớm thoát khỏi nơi khủng khiếp này. Tôi cố tình tăng tốc. Là phụ nữ vốn đã yếu thế về thể lực, cô ấy còn làm bậy, nối sợi dây rốn vào người mình. Lúc này mà khỏe được thì mới lạ nhưng tôi không dừng lại, vì tôi thấy cô ấy hoàn toàn tự chuốc lấy, tôi sẽ không trả giá cho sự bướng bỉnh của cô ấy. Nhưng một lúc sau, tôi nghe thấy hơi thở của cô ấy lại trở nên đều đặn, điều này khiến tôi hơi bất ngờ, tôi còn tưởng cô ấy cuối cùng cũng vứt sợi dây rốn đó đi nhưng khi tôi quay đầu lại, tôi phát hiện trên người cô ấy không còn sợi dây rốn đó nữa, vì thứ đó bây giờ đang ở trên người chồng cô ấy. Hai kẻ điên. Tôi thầm mắng một câu nhưng cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận sự thật này và điều khiến tôi không ngờ là phương pháp chữa cháy của họ thực sự có hiệu quả. Tôi có thể cảm nhận được đứa trẻ trong túi du lịch vì có thêm máu truyền vào mà dường như đã hồi sinh một chút. Điều này khiến tôi rất khó chịu nhưng lúc đó tôi đã không còn quan tâm đến chuyện này nữa vì tôi cảm thấy có thứ gì đó trong thành phố đã sống lại và đang nhanh chóng di chuyển về phía chúng tôi. Lần này tôi không cố tình làm khó cặp đôi người Trung Quốc phía sau, mà là biết rằng tôi phải tăng tốc rồi. May mắn là lúc này chúng tôi đã không còn cách xa con đường băng mà chúng tôi đi vào, chỉ cần trèo lên cột đá đó, đến đoạn đường cuối cùng, cả 4 chúng tôi đều bắt đầu tăng tốc. Và tôi thấy họ đều lấy ra một thứ gọi là cựu ấn đeo trên người, tôi cũng lấy ra viên đá nhỏ đó, hôm nay vừa đúng đến lượt tôi đeo nó. Bác sĩ Baker thì cắm đầu chạy về phía trước. Chúng tôi gần như đã dùng hết sức lực mới chạy đến trước cột đá trước những thứ trong thành phố, nơi có sợi dây chúng tôi để lại. Sau đó chúng tôi nắm lấy sợi dây và bắt đầu trèo lên. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi tê liệt, chỉ thấy nhiều thứ trông giống như bạch tuộc đang từ 4 phương 8 hướng kéo đến chỗ chúng tôi. Tôi đột nhiên nhớ ra, đêm cuối cùng bị tấn công, hình như tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của chúng trên tảng băng trôi bên cạnh, chỉ là lúc đó tôi tưởng mình hoa mắt. Những thứ trông vô cùng xấu xí và đáng sợ này có vẻ như là cư dân bản địa của thành phố này. Chúng tôi chỉ trèo được khoảng chưa đầy 20 mét thì con quái vật đầu tiên đã đến trước cột đá. Tôi nghe cặp đôi người Trung Quốc hét lên, cắt dây đi. Não tôi dừng lại một chút, không hiểu họ nói có ý gì. Cắt dây thì chúng tôi không phải rơi xuống sao nhưng sau đó tôi phản ứng lại. Họ bảo chúng tôi cắt sợi dây bên dưới người để ngăn những con quái vật đó trèo lên theo sợi dây. Tôi làm theo lời họ nói nhưng có vẻ như chúng tôi đã đánh giá thấp khả năng leo trèo của những thứ trông giống như sinh vật dưới nước này, chúng không cần bất kỳ sợi dây nào. Chỉ cần dùng những xúc tu đầy rác hút bám vào cột đá là có thể trèo lên và tốc độ rất nhanh, không lâu sau, con đầu tiên đã đến gần người chồng trong cặp đôi người Trung Quốc. Thực ra anh ta vẫn còn chút sức lực nhưng để bảo vệ vợ mình, anh ta cố tình tụt lại phía sau, thấy con quái vật lao tới, anh ta tháo chiếc nhẫn trên tay, dùng sức ném về phía đối phương.
Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1679, sự thật kinh hoàng. Anh ta may mắn, cựu ấn khắc hình cành cây đó đã đập trúng con quái vật, khiến nó buông xúc tu, rơi khỏi cột đá nhưng có vẻ như không bị thương nhiều. Tuy nhiên đối với chúng tôi thì đây vẫn là một tin tốt, vì điều này lại giúp chúng tôi kéo dài thêm một chút thời gian. Chỉ là chúng tôi chưa kịp vui mừng thì đã thấy thêm nhiều con quái vật chạy ra. Nhìn thấy chúng, lòng tôi cũng tuyệt vọng. Cột đá này rất cao, chúng tôi mới trèo được chưa đến 1/10 chặng đường. Căn bản không thể quay lại con đường băng phía trên trước chúng. Mặc dù cựu ấn có vẻ có tác dụng với chúng nhưng không thể chịu được số lượng của chúng quá đông. Bác sĩ và tôi đều sợ ngây người. Mặc dù chúng tôi vẫn đang trèo lên nhưng đây chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể, vì não chúng tôi đã trống rỗng. Sau đó tôi thấy thêm hai con quái vật lao lên cột đá và đã sắp đến chỗ cặp đôi người Trung Quốc. Họ cũng ném sợi dây chuyền ra nhưng lần này lại không trúng gì cả. Vì vậy người chồng chỉ có thể dùng cơ thể mình ôm chặt lấy vợ. Thấy họ sắp bị xúc tu quấn lấy nhưng khoảnh khắc tiếp theo, những con quái vật đó lại dừng lại. Tôi để ý thấy chúng dường như đang kiêng dè điều gì đó. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ hét lên một tiếng, nhân cơ hội này tiếp tục trèo lên. Tuy nhiên chưa trèo được bao xa thì lại bị cặp đôi người Trung Quốc phía sau gọi lại. Cặp đôi người Trung Quốc gọi tôi lại, bảo tôi đi chậm lại, vì tôi leo nhanh nhất, sắp đến giới hạn của sợi dây rốn rồi. Nếu leo thêm một lúc nữa thì họ không thể giữ cho sợi dây rốn cắm vào cơ thể được nữa. Nhưng tôi nào quan tâm đến chuyện này, những con quái vật bên dưới ngày càng nhiều, tôi chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, nghe họ nói xong còn tăng tốc. Nhưng sau đó lại nghe người vợ trong cặp đôi người Trung Quốc cảnh báo tôi, nếu tôi không chậm lại thì tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Cô ấy nói những con quái vật bên dưới không tấn công họ, rất có thể là vì đứa trẻ sau lưng tôi, đứa trẻ bây giờ coi như là sống nhờ máu của họ. Một khi họ chết thì đứa trẻ cũng phải chết, mà nếu đứa trẻ chết thì những con quái vật đó sẽ không còn kiêng dè gì nữa, đến lúc đó tôi và bác sĩ cũng không thể sống sót. Nghe xong lời này, tôi rùng mình, đúng là vậy, chúng tôi mới chỉ leo được một đoạn ngắn, với tốc độ di chuyển của những con quái vật đó. Nếu cặp đôi người Trung Quốc chết thì tôi và bác sĩ chắc chắn cũng sẽ theo gót họ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy mặc dù tôi rất muốn mọc cánh bay ngay khỏi nơi này nhưng tôi vẫn phải chậm lại, để cặp đôi người Trung Quốc phía sau đuổi kịp. Chúng tôi leo mất tới 20 phút mới lên đến đỉnh cột đá. Trong suốt thời gian đó, những con quái vật vẫn luôn bám theo chúng tôi nhưng như cặp đôi người Trung Quốc đã nói, chúng dường như đang kiêng dè mạng sống của đứa trẻ, vẫn không ra tay với chúng tôi, cho đến khi chúng tôi trèo vào con đường băng lúc xuống. Chúng vẫn ở lại đỉnh cột đá không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn chúng tôi từ bên dưới, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang kìm hãm chúng, không cho chúng rời khỏi thành phố băng giá đó. Nhưng chúng tôi vẫn không dám lơ là cảnh giác. Mặc dù lúc đó cả về thể xác lẫn tinh thần chúng tôi đều đã kiệt sức nhưng vẫn dùng hết sức lực cuối cùng, một hơi xông lên từ bên dưới. Cuối cùng, Sagros cũng kể xong câu chuyện thám hiểm vô cùng kỳ lạ và đầy rùng rợn này, những người trong phòng cũng chìm vào im lặng. Chỉ là lý do im lặng của mỗi người không giống nhau, Tùng Giai tưởng rằng Trương Hằng sẽ tiếp tục nói với cô những câu hỏi cần hỏi như trước nhưng cô đợi một lúc. Lại phát hiện Trương Hằng vẫn chưa mở miệng, cô quay đầu lại. Thấy Trương Hằng đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Cô và Trương Hằng thực ra thời gian tiếp xúc không quá dài nhưng phong cách hành sự điềm tĩnh và lạnh lùng của đối phương đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Chỉ là lần này sau khi nghe xong câu chuyện của Sagros, Trương Hằng lại hiếm khi có chút thất thần. Vì vậy, Tùng Giai quay đầu lại, tự hỏi, cuối cùng các anh đã, xử lý đứa trẻ đó như thế nào? Tôi đã giao đứa trẻ cho ngài Têm theo như đã hứa, ông ta trông có vẻ vui mừng khôn xiết. Bế đứa trẻ lên ngắm nghía, còn lẩm bẩm gì đó, tiếc là tiếng Anh của tôi không tốt, không hiểu được ý nghĩa của từ đó. Sau đó tôi hỏi bác sĩ nghi ngờ tai mình có vấn đề, vì lúc đó ông ấy nghe thấy ngài Tây nói một từ là vật chứa. Vật chứa? Vật chứa gì cơ? Tùng Giai nhướng mày. Tôi không biết, lúc đó tôi rất sợ, cũng không kịp nghĩ nhiều, vì sau khi ra khỏi thành phố băng giá đó, tôi phát hiện không thấy nhà khí tượng học và nhà sinh vật học đâu. Tôi hỏi ngài Tây họ đi đâu rồi, ngài Tây nhẹ nhàng nói rằng ở đây không có chuyện gì nên để họ về trước nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Sao có thể tin lời vớ vẩn như vậy, cuộc thám hiểm của chúng tôi đã sắp kết thúc,
chỉ cần họ đợi thêm nửa ngày là có thể cùng đoàn lớn trở về. Huống hồ hai người họ chỉ là nhà khoa học, không phải là thành viên thám hiểm chuyên nghiệp, ở nơi băng giá này thì làm sao có thể đi bộ trở về. Chương 1680, sứ mệnh. Vì vậy, khả năng lớn hơn là ngài Tame và thuộc hạ của ông ta đã làm gì đó với họ. Nghĩ đến đây, tôi cũng dựng tóc gáy, rõ ràng ngài Tame không muốn chuyện xảy ra ở đây bị người khác biết. Tôi và bác sĩ tuy trước đó đi theo cặp đôi người Trung Quốc xuống dưới trốn thoát một kiếp nạn nhưng bây giờ chúng tôi phải làm sao? Ngài Tame sau khi vui mừng xong cũng có vẻ đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của chúng tôi. Ánh mắt ông ta dọc theo sợi dây rốn nhìn về phía cặp đôi người Trung Quốc. Trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, sau đó lên tiếng, định mệnh luôn đầy rẫy những thay đổi kỳ diệu, có lẽ kết quả như vậy cũng không tệ. Nhưng sau đó ông ta không nói tiếp nữa, mà nhìn về phía tôi và bác sĩ, lại nói tôi luôn là người giữ lời hứa, tôi đã hứa rằng chỉ cần các người làm được chuyện tôi yêu cầu, tôi sẽ hậu, tạ, vậy thì bây giờ hãy nói đi, các người muốn gì, đừng lo lắng, tôi giống như thần đèn của các người, có cầu tất ứng. Bác sĩ nói tôi không muốn gì cả, chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, về nhà tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường không làm gì cả. Ngài Tame có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi cậu chắc chứ, chàng trai trẻ, đây là yêu cầu của cậu sao? Còn bác sĩ thì trả lời rất chắc chắn, đúng vậy, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Được thôi, nếu cậu kiên trì như vậy, ngài Tame vừa nói vừa nhún vai, sau đó lại nhìn về phía tôi. Tôi cũng định nói như vậy nhưng bị bác sĩ giành mất lời, thật sự, xét đến những gì chúng tôi đã trải qua. Không có gì khiến tôi động lòng hơn là được về nhà, ngủ một giấc thật ngon trên giường. Tôi chỉ muốn vứt hết những chuyện về quái vật và thành phố băng giá ra khỏi đầu nhưng nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối của ngài Tame. Tôi lại nghĩ đây có lẽ thực sự là một cơ hội, vì vậy tôi thử dò hỏi tôi có thể xin 20 tỷ franc không. Cậu đúng là tham lam đấy, ngài Tame cười nói, sau đó ông ta lại nói, tôi có thể cho cậu 20 tỷ franc nhưng những gì cậu bỏ ra chưa đạt đến con số này. Sau khi nghe xong, tôi cũng không quá thất vọng, con số này vốn dĩ chỉ là tôi nói bừa. Bị từ chối mới là chuyện bình thường nhưng sau đó tôi nghe ngài Tame nói tiếp, 50 triệu đi, 50 triệu franc, cái giá này khá công bằng. Sau khi ông ta nói xong câu này, tôi để ý thấy mặt bác sĩ tái mét, ông ấy tỏ ra vô cùng hối hận, có vẻ như không ngờ ngài Tame lại giàu có đến vậy. Ông ấy muốn thay đổi yêu cầu trước đó của mình nhưng bị ngài Tame từ chối, cơ hội chỉ có một lần. Ngài Tame nói như vậy, tôi luôn cảm thấy ông ta đang thầm vui sướng, vì ông ta thực sự rất thích cảm giác xoay người khác như trong chóng, có kinh nghiệm của chúng tôi trước đó. Tôi rất tò mò không biết cặp đôi người Trung Quốc kia sẽ muốn gì nhưng có vẻ như ngài Tame không muốn người khác nghe được cuộc trò chuyện giữa ông ta và cặp đôi người Trung Quốc đó. Vì vậy tiếp theo ông ta vẫy tay đuổi tôi và bác sĩ sang một bên. Họ trò chuyện ở bên kia trong nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi thấy ngài Tame đưa tay ra bắt tay cặp đôi người Trung Quốc kia. Có vẻ như đã đạt được sự đồng thuận nào đó, tôi dùng điện thoại vệ tinh liên lạc lại với thuyền trưởng, nửa tháng sau chúng tôi đã trở về Nữ Úc, chính thức kết thúc cuộc thám hiểm. Khi anh đã bình an trở về Nữ Úc và đã nói rằng sẽ quên hết những chuyện xảy ra trong chuyến thám hiểm đó, tại sao anh lại tham gia vào giáo phái bí ẩn này? Tùng Giai hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng. Bởi vì tôi và bác sĩ đều đánh giá thấp ảnh hưởng của thứ chúng tôi nhìn thấy bên dưới đối với chúng tôi sau khi trở về. Cuộc sống của chúng tôi thực sự bình lặng trong một thời gian nhưng ngay sau đó chúng tôi bắt đầu gặp ác mộng vào ban đêm và bắt đầu bị sốt nhẹ không rõ nguyên nhân, nội dung giấc mơ thường liên. Quan đến thành phố dưới băng, lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng đó là vì cảnh tượng trước đó quá kinh khủng, khiến chúng tôi ấn tượng sâu sắc nên mới xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ nhưng sau đó chúng tôi đối chiếu thời gian. Phát hiện ra những ngày chúng tôi mơ hầu như hoàn toàn giống nhau, nội dung trong mơ cũng giống nhau. Lúc này mới nhận ra rằng có thể đã xảy ra vấn đề gì đó với chúng tôi. Nhưng sau đó chúng tôi đi khám sức khỏe, không phát hiện ra điều gì, các chỉ số cơ thể của chúng tôi đều bình thường, ngoại trừ việc tinh thần có chút uể oải vì bị ác mộng quấy rầy. Chúng tôi không biết nên nhờ ai giúp đỡ, kể từ sau chuyến thám hiểm đó, chúng tôi đã mất liên lạc với ngài Tame, ông ta như bốc hơi khỏi thế gian. Hơn nữa, xét đến những chuyện ông ta đã làm với chúng tôi, ngay cả khi tôi có cách liên lạc với ông ta, tôi cũng sẽ không tìm ông ta nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 168 của bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại Thư viện Sách Nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.